Thế. Rồi. À, dép si, vào dép si nha. Chờ xíu, thấy màn hình của cô không? Thấy Rồi. cô, chưa thấy cô. Để cô tắt bớt mấy cái, không có tắt đi. Quit. Khoát. Không nấu ăn cái gì à? Mình ăn cơm rồi. Sao hấp dẫn nhỉ? Ok, nghe thấy hấp dẫn rồi đã, Ăn sột soạt. Rồi đầu tiên là cô hướng dẫn menu trước. Thì trong menu thì mình làm mấy cái này nè. À, cái menu của các bạn ấy thì nó gồm các câu lệnh pre-nap, câu lệnh pre-nap để xuất ra màn hình, menu ra màn hình. À, ai nhắn gì cô nhỉ? Đừng có nhắn Phùng Quốc Tuấn. Phùng Quốc Tuấn là ai? Em Quốc Tuấn hay cô? À, điểm danh chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Khi nãy điểm danh rồi gì, đúng rồi, 18. Rồi. Thôi, ok, đừng nhắn lung tung nữa nha. Rồi, để cái xuất cái menu ra màn hình là một nè. Đó, tức là các bạn phải biết câu lệnh pre-nav để xuất ra màn hình, xuất cái menu ra màn hình. Cái thứ hai là các bạn phải dùng câu lệnh switch. Câu lệnh switch để thực thi cái lựa chọn. Sau đó các bạn sẽ có câu lệnh do why để các bạn lặp lại cái việc lựa chọn của mình, lặp lại chương trình ha, lặp lại chương trình. Bởi vì nếu không lặp lại thì chương trình mình sẽ bị thoát ra, và thoát ra thì nó mất hết cái dữ liệu, cho nên nó không có liền mạch, nó không liền mạch, tức là nó giống như một cái chương trình nó xuyên suốt mấy chức năng vậy đó. Mình chỉ cần từng này là mình đã làm xong được cái menu rồi. Vậy là mình có nhá, có lệnh prenet thôi, có lệnh switch. Rồi Quốc Minh hỏi gì em? Con em hay làm cái menu á, mà em không, thường là không có sử dụng lệnh đu của con được, có tự động con Em dùng cái gì? không sử dụng lệnh đu được không con? Không sử dụng do thì em sử dụng cái gì? Không, có nghĩa là em không sử dụng đu mà chỉ sử dụng why thôi. Sử dụng while đúng không? Sử dụng while mà không sử dụng do while thì while nó là vòng lặp mà. Không, tại vì em thường em quăng vô cái hoài không quên, không có thường xài đu lắm. Bây giờ while nó cũng là vòng lặp mà do while cũng là vòng lặp. Rồi, vậy em xài đúng ra rồi. Hiểu không? Dạ rồi. While hay do while thì nó khác nhau chỗ nào nè? Alo. Why với do why khác nhau chỗ nào? Rồi, bạn nào vừa vào? Ủa, trọng nhân có đứa nào đứng sau trọng nhân như ghê vậy? Khoa bút, cô đi giải cứu khoa bút với em không? Rồi, 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 sao mấy đứa này sao làm trend dữ vậy trời? Nó Đang hết hết rớt rồi trend luôn. này. Nó hết trend này đến trend khác luôn. Giải cứu khoa bút. Rồi. Bây giờ do why hay why cũng giống nhau nha. Nó khác nhau cái gì biết không? Rồi bây giờ cái code why của bạn Quang Minh là code như thế nào nào? Ủa xong rồi hôm cô hướng dẫn cho em mà em lại không có ấy ta. Không có làm hả? Sao lại làm why? Làm why thì khác nhau cái gì? Không, giống như là em hay bỏ lệnh đu giá cơ, có khúc đầu không có xài. Không đúng. Bây giờ thì thứ nhất là chuẩn bị vào nè, thì em share cái bài của em lên cô coi cái em À, đang. là em xài Thôi cứ cứ share cái bài em lên đi cho chắc ăn.
Bà em bây giờ em chưa làm sao xe cô. Tào lao. Trời ơi, ông mất thời gian của tôi quá. Trời ơi, trời, chưa làm không? Không, bạn không có lập luôn, bạn muốn để suýt thôi. Mỗi suýt, cô đã nói rồi, suýt chỉ để lựa chọn thôi. Lựa chọn xong chương trình nó sẽ bị out ra ngoài. Muốn chương trình không dừng thì các bạn phải dùng vòng lặp để cho nó lặp cho chạy tiếp. Hiểu không? Hiểu. Trời ơi, ông không hiểu vấn đề. Ông hỏi là không dùng cái đuôi có được không? Sao được? Cô sẽ giải thích, tí nữa cô sẽ giải thích. Rồi, chờ xíu. Cô dạy rất là chậm nha. Bạn nào không biết phải hỏi liền nè. Đấy, rất nhiều bạn chưa làm cái menu. Tôi muốn nói anh dễ sợ. Rồi, bạn nào mới vào, điểm danh. Đọc. Hải Long hả? Coi nào. Hải Long, lớp nào Hải Long ơi? CB luôn cô. CP, giờ nhiều lớp cô không nhớ nha. CB cô. Hải. Rồi ok, Hải Long điểm danh nè. Tôi điểm danh đấy. Tôi tính Đức điểm Minh chuyên. với cô ơi. Ai? Đức Minh Lê Đức với Minh cô. với cô ơi. Đức Minh lớp nào? Đức Minh lớp. CB luôn cô. Dạ CB luôn. Đức Minh hả? À, Đức Minh cũng siêng học nè. Đức Minh bữa nào cũng thấy vô nè. Ủa nhưng mà hôm nay sao vô trễ về Đức Minh? Rồi còn ai nữa? Cô thấy mấy bạn vào cơ. Phúc là lớp nào ta? Bạn nào chưa được điểm danh thì la làng lên cho cô cái Cô nào. ơi, Ơi. em Nguyễn Minh Tý nhưng phải Vương Minh Tý. Ủa vậy hả? Lớp xếp, lớp lớp IT hả? Dạ, IT cũng Nguyễn phải là Minh. cũng phải. Nguyễn Minh Tiến à, chứ không phải Vương Minh Tiến hả? Đây, ok. Nhầm nhỏ thành trồng trọt. Rồi còn ai vào chưa được điểm danh nữa không? Cô thấy mấy bạn phúc phúc gì nè. Ba lớp thôi nha, cô chỉ điểm danh ba lớp cô đang dạy thôi, những lớp khác thì cô không điểm danh. Thấy quá trời mà. Vĩ Nhân là lớp nào Nhân ơi? Đăng Huy. Long Nhật rồi, Hoàng Phúc, Trung Hậu, Phước Sang. À, có em nữa cô à, Thiên Phúc luôn Trần cô. Trần Phúc lớp nào Phúc ơi? Dạ WM17301 đó cô. À, Thiên Phúc là WE đúng không? Thiên Phúc. Lâu lâu vô phải dừng lại điểm danh mấy đứa chịu khó nhé. Phúc học được, làm được mà vô đây chi Phúc? Có mấy cái em chưa có chắc cơ, nhập coi lại cho chắc cơ. Rồi, coi lại cho chắc thì coi nhé. Rồi. Đó, buổi 1 đó. Những bạn này tham gia. Rồi, tiếp. Rồi, bây giờ mình sẽ làm từng bước nào. Đầu tiên là cô xuất ra cái menu màn hình đã. Được chưa? Rồi, các bạn nhìn nào. Mở cái bài sermon ra nha. Quốc Minh nhốt trở lại đi Quốc Minh. Trời ơi. Trong Quốc Minh này ông ồn quá. Tắt ống lại đi. Rồi. Rồi để mở xem mình ra nha. Đây. Yêu cầu 1 là xây dựng menu chứa thông tin chức năng như hình. Tức là nó sẽ có 10 chức năng đúng không? À, mình làm 7 chức năng thôi, nhưng mà mình sẽ bỏ mất 3 chức năng. À, nhưng mà mình cứ liệt kê ra hết đi, bỏ chức năng nào bỏ thì bỏ, đúng không? Đó, mình phải xây dựng cái menu. Thì ở đây nó không nói cái menu hình hài như nào. Thì cô sẽ xây dựng cái menu đã. Ok chưa? Bước 1 xây dựng cái menu nè. Nhiều bạn xây dựng menu rất là đẹp. Các bạn dùng cái print app để các bạn bố trí nhé. Thì đầu tiên nè, các bạn thấy là mình có 3 bước đúng không? Đầu tiên là mình xuất ra cái menu ra màn hình đã. Thì ở đây cô sẽ new một cái file ha, new cái source file. Đấy.
include nè, studio.h nè. Rồi. Hello, cô đâu? Cô đâu rồi? Cô bị cúp điện rồi. Dạ. Ở kìa. Cũng bà la, cô cúp điện rồi. Ở kìa. Hoàn cảnh quá. Ủa sao cô bốc hơi rồi? Cô cúp điện nữa rồi. Chắc ăn luôn nha, cô cúp điện nữa. Cô đi dạy cúp điện rồi. Anh em nào lập bánh đăng đi giải cứu không bức. Mà sao nhà cô bên Thủ Đức mà không biết sao cúp điện hoài luôn. Giờ này trên Hồ Chí Minh chắc là ý trời hoài không hả? Có đâu, tôi ở phố này mà. Nhà tôi giờ này cúp 2-3 lần rồi không hả? Đó cái điều. Giờ này cúp điện nhiều quá ta. Là nhạc anh em. Làm quen với mấy ông lớp khác đi chứ. Mấy em nó không ở cam lên. Mấy em thấy không ở cam chân nhỉ? Hello mấy ông. Hello. Hello ông nha. Hello. Hello. Lớp CB chào mấy lớp còn lại nha. CB chào lớp IT nha. Chào lớp IT, chào lớp web nha. Ok nha. Cô cấp điện thiệt à? Cô chưa vô cái mà đó. Áo đây. Lên Zalo hỏng nè. Rama của Hường cúp điện. Tôi đi đâu rồi? Giờ cô cúp điện nữa mấy ông ơi. Yên tâm, bên đó có Vương Phạm bảo kê khoa búp rồi. Vác xe tăng ra bắn. Chiến quá đi. Chiếc xe tăng ra bắn. Là tôi nhớ cái clip này. Ông la trong hậu sợ tôi chụp hình lại kìa. Ôi. Ôi trời ơi. La trong hậu. Ôi kìa. Cô đâu rồi nhờ? Ở kìa. Cái gì vậy mày ông nội, đâu ra vậy? Trời ơi. Ông lên chính bảo mở cam lên mấy ông. Ông vừa trễ vậy, mở cam lên. Tôi đang gặp bạn mày ác chứ. Tối đây ăn gì vậy? Đang đói nhà tối. Cắm ông để cao qua tao đồ ăn đấy. Vô trễ vậy. Ông vô sớm ông mới được điểm danh nha ông ơi, chính bảo. Ai biết đâu, tôi đâu để ý này, do tôi để điện thoại tôi không để ý. Rồi. Nhưng mà cô bị cúp điện rồi. Thay vị đi. Thay món gì đi, chạy cụ khá búp gì đi nữa, khổ ông. Không, mình để cái này chứng minh mình là người gọi là cập nhật tin tức, ông hiểu không? Chết rồi, thiệt hả? Tôi chuẩn bị xe rác rồi nha mày ông rồi tụi mình đi hành nghề là bữa. Được. Có nên làm rác nha. Tôi có đồ móc rồi á, có bao, có thùng sẵn rồi, tệ quá. Kẹo xong anh em tụi làm lẹ xong về thôi. Đúng rồi. Tối là tôi đi cái bãi ở dưới nha, mấy ông chia ra đi móc cho lẹ. Rồi anh em. Ok, tôi bảo trong nhà cho, tôi bảo trong nhà cho. Tôi bãi giữa. Các bạn thực sự trong kết á. Nghe nó dày lắm. Két nữa phải bở về nhà nhờ anh kỳ anh thợ quả ông ơi. Đúng rồi. Ê, công nào thấy là
ngay cái ca của mình là cái bàn thờ nó bị giật giật cấu trang không? Ông phải ông ơi, cái đó là cái cũng là bàn thờ mà cái là cái chỗ cúng địa má. Ồ, cô vô, cô vô lại, cô vô lại. Chào cô, chào cô. Chào cô. Trời ơi, ông chị Nguyễn, rồi mấy hôm nay có mấy đứa số lớn vậy? Thì ghê vậy? Khó bốc rồi, khó bốc. Vậy cứu hả? Bó tay vậy? Cứu ai đồ. Cô ơi, lớp mình có là chính bảo mới vô cô? À không, sao vậy, sao vậy? Bập cao bỏ rồi. Đúng rồi. Tôi đang ở ngoài mày ác chứ, tôi chưa về nhà. Ê, mày khổ chứ. Thôi để nó về nhà đi đã, cô vừa nói nó rớt màng, cô nói một mình luôn mấy đứa. Trời, tôi bó tay tôi luôn á, nói đến đâu rồi mấy đứa ơi. Chú nói cho em con, tự nhiên cô mới vừa ghi cái thư viện ra cái đứng im. Thế hả? Cô vừa viết Brin F hết. Ủa Ngô Trọng Nhân vừa vào, Trọng Nhân là lớp nào Nhân ơi? Trọng Nhân lớp nào em? Ngô Trọng Nhân IT 17307. Trọng Nhân đâu rồi? Chính Bảo coi gì chưa tắt mất kìa. À. Chính Bảo tôi đang ngoài. Sinh nhật ổng á. Sinh nhật ổng á. Tôi nghe hát nhật hả? Tôi nghe nhạc quốc ca. Ngô Trọng Nhân nè, Chính Bảo nè, ông Chính Bảo tào lao. Chính Bảo nè. Vô học đàng hoàng đi mấy đứa ơi. Cô ơi, cô ơi, em đang có thắc mắc là có khi nào cô giả vờ bị cúp điện để cô đi nhậu không? Ấy, cô ơi, okay. Cô ơi, thì cô ao nửa giờ nữa. tức là mấy đứa đúng không? Mấy đứa xin cô nhân làm menu được rồi, ok. Tận Hưng nữa kìa, Tận Hưng lớp nào Hưng ơi? Tận Hưng lớp CP luôn à? Trời ơi, mệt ghê. CP. Đúng rồi. Sao lớp CP vô đông dữ vậy? Giờ vô nữa là không điểm danh nữa này. Cái lớp... cái lớp mà IT thì cần vào nhiều nhất thì không có vào. Lớp IT rất nhiều bàn chưa làm bài luôn á. Lớp web cũng nhiều bàn yếu nè. Mà không thể ai vào nè. Rồi, mình học từ từ thôi. Kể đi, ai vào vào không vào thôi. Đó, nhưng mà đứa nào ra phải bảo nhá. Vào ra không bảo là tôi quánh ạ. À. Lần sau tôi trừ điểm ạ. À. Đó. Rồi. Tiếp. Bữa khi nãy là nói đến đây rồi đúng không? Ok chưa? Hello. Dạ rồi. Đây là mình... Dạ. Okay. Đây là mình cái chức năng đầu tiên là chức năng in cái menu ra màn hình đã, đồng ý chưa? Ừ, đó là chức năng 1, đó là dùng câu lệnh printf để xuất menu ra màn hình. Có 10 chức năng nhưng mình làm 5 chức năng đã các bạn nhá. Đó, còn nữa là các bạn chỉ cần copy đưa xuống thôi, đồng ý chưa? Ok, đến đây thì hiểu đúng không? Rồi, bây giờ mình đến cái khúc tức là lựa chọn. À, thực hiện chức năng nào thì mình phải để lựa chọn đúng không? Nếu nhấn 1 thì thực hiện chức năng 1, nhấn 2 thực hiện chức năng 2 thì nó phải là ta gọi là lựa chọn mà. Giống như mình vào quán ăn nó chỉnh bảo nó vào quán ăn nó chọn menu á. Đúng không? Chỉnh bảo chọn món thứ nhất, ăn xong chọn món thứ hai. Chứ ham ăn thì chỉnh bảo là một lúc nó chọn 10 món đấy. Thấy không? Nó đi rồi sao á, nó xấu nó. Em chọn một mâm cô ơi, em chọn cả mâm lẫn. Tức là cái menu để chọn món, mỗi lần nó chọn món thôi chứ một lúc nó chọn nhiều món luôn. Rồi bây giờ chọn món này, tức là để chọn món 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì mình dùng cái biến để mình chọn, đó là biến integer nhé. Chọn đó, mình cho người ta chọn này,
À, in ra một cái dòng thông báo là mời lựa chọn món ăn đúng không? Đó. Các bạn cô cốt rất là chậm nhé, các bạn có thể cốt theo nè. Mời lựa chọn menu chức năng hai chấm đúng không, chấm phẩy đó, rồi scan nét để các bạn nhập cho người ta nhập cái chọn. Cái này thì quá dễ rồi, phần trăm đề ai nhắn gì và chọn ai nhắn gì, làm ơn la làng lên cô không nhìn thấy rồi. Em cô em. Để thực hiện cái chức năng lựa chọn này thì mình có thể dùng câu lệnh if hoặc câu lệnh switch, đều câu lệnh if làm được hết nhá, nhưng mà mình dùng câu lệnh switch cho nó gọn thôi. Thì thực ra là chức năng này thì mình dùng switch hoặc dùng if đều được, if đều được ha. Nhưng mà những cái chức năng mà chọn nhiều như này á, ta gọi là multi choice, thì các bạn là dùng switch là nó dễ xử lý. Đây switch. Rồi nghe nè, câu lệnh switch nha. Câu lệnh switch nó thực hiện như thế nào? Trong switch thì nó có một cái biểu thức điều kiện, biểu thức tính toán, biểu thức này nó sẽ trả về giá trị. Lưu ý nè, trong switch nó sẽ có cái mệnh đề case. Ví dụ nè, sau cái case, case là lựa chọn đúng không? Case là trường hợp. Thì sau case thứ nhất là hoặc là số nguyên hoặc là ký tự. Nó chỉ chứa số nguyên hoặc ký tự thôi. Hiểu không? Nếu mà chứa số thực cũng không được, chứa chuỗi cũng không được. À, chứa một cái điều kiện cũng không được. Như bạn để cái này là lớn hơn không gì đó cũng không được. Đấy. Nó phải là giá trị hằng số. Hằng số này chỉ có chứa hai hằng số thôi. Một là số nguyên hoặc là ký tự. Đó. Ký tự là nhảy đơn nha, nhảy kép là sai ạ. À. Đồng ý với cô chưa? Ok. Chỗ này hiểu không? Alo, Sơn Nguyễn. À. Ok, thì ở đây cô để kiểu số. Thì cô muốn so sánh cái này với kiểu số thì đây phải là kiểu số. Tại vì là cái chọn này kiểu số nguyên. Cho nên case sau case này cô để số nguyên nó mới so sánh được nè. Để ký tự là nó không so sánh ạ. À. Hiểu không? Nó so sánh bị sai. Ok chưa? Muốn so sánh chính xác. Thì chỗ này các bạn để cho cô là số nguyên. Nếu chọn là số nguyên thì sau case này phải số nguyên. Nó mới so sánh được. Đồng ý không? Ok. Hiểu không? Nào. Tôi thu gọn lại, tôi nói chuyện nhìn mặt mấy đứa cho đỡ buồn. Rồi mấy đứa này chị à, đó, nhìn thấy mặt mấy đứa. Thằng cha gì giờ sao nhiều trend nhỉ? Tìm Diễm My xong rồi. Tìm trend vừa rồi là trend tìm Diễm My đúng không? Mấy đứa đã tìm thấy Diễm My chưa? Trúng hầu quả chuối gì lấp lắc. Người vậy cũng được Diễm Được My nữa còn rồi. Diễm My nó Cứ kỹ quá. kiếm là Diễm My chạy trốn đúng không? Rồi. Các bạn có thể copy anh này cho dễ xử lý nè. Ủa đỗ tới vào kẻ chào tới. Đấy. Nhớ là thụt vào một tab nha. Thụt vào này, tại vì print này sau cây một chứ thụt vào sau phải cây một một tab ha. Đấy, mình để này cho nó vui. Sao nhớ là break nè, đừng có không break. Được không? Tương tự cây 2, cây 3, cây 4 đúng không? Ok, copy nè. Ctrl C. Cây 2, cây 3, cây 4, cây 5. Rồi, cái cuối cùng là cái không. Đúng không? Cái cuối cùng là default. Nhìn nha. Cây 2. Đây, cô thực hiện 5 chức năng đúng không? Cây 2 thì thực hiện chức năng 2. Cây 3 thực hiện chức năng 3. Cây 4 thực hiện chức năng 4.
Thấy 5. À, thực hiện chức năng 5. Rồi, con số 0 là thoát ha. Cho nên các bạn để đây cho cô số 0 nè. Thấy nếu là chọn số 0 thì các bạn in ra là thoát. Chấm 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 chấm. À, con cuối cùng là default. Default. Default là trường hợp nếu nha, các bạn nhập chọn là 1 thì nó rơi vào cái case 1. Nếu nhập 2 nó rơi vào case 2. Nếu nhập 3 nó rơi 3, 4 nó rơi vào 4, 5 nó rơi vào 5. Nếu nhập 0 thì nó rơi vào 0. Còn nếu nhập những ký tự khác không phải những ký tự này, không phải số này thì nó sẽ rơi vào default. Default là trường hợp còn lại, được chưa ạ? À, các bạn bảo là mời nhập từ 1 đến 5 hoặc 0 để thoát khỏi break. Tại vì dù sao đến đây nó cũng dừng rồi, cho nên khỏi dùng break luôn. À, ông Minh nhốt chó, Minh ơi. Nó sổ hoài, nhỏ lại lị. Minh ơi. Trời ơi, hết hồn ghê không? Rồi. Trẻ rồi, nó phá quá. Thôi quá. Người sao vật làm vậy? Rồi. Được chưa? Rồi. Xong chưa? Bây giờ chạy thử nha. Rồi, F11 cây. Đó, 10 lựa chọn chức năng nè. Nếu chọn chức năng 1, nó thực hiện chức năng 1 xong nó dừng luôn là mấy đứa. Đúng không? Đó, F11 tiếp nè. Nếu mà muốn thực hiện chức năng đăng 2 là phải chạy lại. Đó. Vậy thì để cái việc đó xong, mình xong rồi nhá. Mình xong cái phần 2 rồi nè. Đến đây hiểu chưa? Đến đây hiểu chưa các bạn ơi? Ở lúc. Rồi đúng không? Rồi. À. Bây giờ nếu như mình muốn là thực hiện chức năng 1 xong, nó có thể cho thực hiện tiếp chức năng 2. Lại muốn thực hiện chức năng 3. Khi nào tôi nhấn 0 thì nó mới khỏi thoát khỏi chương trình. Thì bắt buộc phải để trong vòng lặp. Để cả cái anh này trong vòng lặp này. Cả cái anh này trong vòng lặp này thì mới được. Hiểu không? Tức là cho nó lặp lại. Thực hiện xong chức năng 1 rồi, thực hiện xong rồi ok, lại cho nó lặp lại tiếp. Khi nào mà nhập số 0 thì nó mới thoát. Đồng ý chưa? Ok. Alo. Dạ ok cô. Rồi. Vậy thì để trong vòng lặp thì đơn giản thôi. Tôi để vào vòng lặp do while. Cái vòng lặp do while là vòng lặp gì nè? À, cú pháp của vòng lặp do while này, do. À, đóng lại while. Mở ngoặc. Cái này là điều kiện. Được chưa? Đây là cái này là đoạn cốt, đúng chưa? Đây. Đầu tiên khi vào do while thì nó thực hiện cái đoạn cốt này cái đã. Thực hiện đoạn cốt này xong thì nó mới kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì nó quay lại vòng lặp, nó lặp tiếp. Còn điều kiện mà sai thì nó thoát khỏi vòng lặp. Vậy khi nào thì thoát khỏi vòng lặp ạ? Có phải là khi tròn bằng 0 thì thoát khỏi vòng lặp đúng không? Khi tròn bằng 0 thì thoát khỏi vòng lặp đúng không ạ? Vậy thì mình không muốn thoát khỏi vòng lặp thì mình phải để điều kiện là tròn khác không? Đúng rồi, Đăng Huy nói đúng rồi. Tức là bây giờ mình không muốn thoát. Thì khi nào mà khác không thì nó không thoát. Chỉ có khi nào bằng 0 thì nó mới thoát. Tức là biểu thức này nếu như tròn bằng 0, các bạn nhập tròn bằng 0 thì biểu thức không khác không nó trả về phone. Trả về phone cái nó thoát khỏi vòng lặp. Đúng không? Vậy thì tròn mà bằng 1 thì nó vẫn lặp tiếp. Tròn bằng 2 nó lặp tiếp. Chỉ khi nào tròn khác không thì nó mới dừng vòng lặp. Đồng ý không? Alo. Rồi bây giờ mình bỏ vòng lặp vô thôi. Đu này. Bỏ vòng lặp vô thôi. Yeah. Để đu ở đây. Rồi cho nên cái này sẽ phải thụt vào một tab. Đó. Nó phải thụt vào nha. Thấy không? Covid code là thuộc vào một tab rồi, enter, đóng nó lại. Đúng không? Rồi, why, copy luôn. Why tròn khác không?
Được chưa? Các bạn thấy cách viết code của cô này, là các bạn để ý nhá. Bao giờ đây code này được gọi là code đẹp nhá, tức là sao? Kho thuộc đàng hoàng này. Cái in này với cái do này ngang hàng thì các bạn viết thẳng hàng. Cái printf này nó trong do thì thuộc vào một tab. Cái suit này ngang hàng thì để ngang hàng. Còn case này là sau trong cái suit nó thuộc vào một tab. Cái print này nó trong cái suit trong cái cây nó thuộc vào một tab. Break này của cây này nó phải thuộc vào một tab. Thấy không? Ok chưa? Thuộc tab chưa? Ok chưa? Đó. Thấy chưa? Đó. Thì các bạn viết code như này á, các bạn thò thụt nó đúng thì không bị lỗi liên quan đến những cái linh tinh, ví dụ như là thiếu dấu mốc chẳng hạn. Nhiều bạn hôm trước gặp cái Bình Minh gặp cái lỗi là thiếu dấu mốc. Cô nói là em thụt tab cho cẩn thận. Thụt tab cái là mình biết dư cái dấu mốc liền, đúng không? Để đúng là nó không bị dư dấu mốc, làm hoặc là dư hoặc thừa thiếu là mình nhìn mình biết ngay. Được chưa? Đấy, thì đó là menu. Chạy thử nhá. Nhìn nào. F11. Nhập 1. Thực hiện chức năng 1. Nhập 2. Thực hiện chức năng 2. Nhập 3. Thực hiện chức năng 3. Nhập 4. Thực hiện chức năng 4. Nhập lại 1 nữa là thực hiện chức năng 1. À, nhập lại 5. Thực hiện chức năng 5. Bây giờ nhập 0 cái. Nó thoát. Là nó thoát luôn. Đó. Đó. Bạn nào mà muốn hỏi là bạn chắc chắn thoát hay không, yes or no á, thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Được không? Vậy là xong cái menu. Được chưa? Rồi bây giờ nè. Rồi Long nói, Hải Long nói đi em. Ờ, thì em học bài online 7 á, người ta có hướng dẫn cái đấy á, thì mình có nhất định phải mình làm cái đấy không cô? Cái nào? Cái mà bạn có muốn thoát chức năng hay không á, hay là bạn muốn sử dụng lại hay không á? Thì mình nên hả? Mình nên. Tại vì nhiều khi người ta bấm nhầm á em. Cô nói ví dụ nhá, em đang làm chương trình online như vậy, thoát chương trình nó mất hết dữ liệu đúng không? Thì trước khi thoát người ta sẽ hỏi là bạn chắc chắn thoát hay không? Hiểu không? Đó, lỡ thoát xong mất dữ liệu thì sao? Hai thì là nói chung là cái đấy là mình nên làm mà cô. Ờ, nên làm. Cái thứ hai nữa là xóa dữ liệu á em. Trước khi em xóa thì người ta hỏi là bạn có chắc chắn xóa hay không? Em hiểu không? Yeah. Những cái chương trình nào mà có thùng rác á thì không cần hỏi. Nhưng mà chương trình nào mà không có thùng rác, em thấy email em có thùng rác đúng không? Thì em xóa cái em lỡ xóa thì lần sau em vào cái thùng rác em lấy lại đúng không? Yeah. Nhưng mà những cái chương trình mà không có thùng rác, xóa dữ liệu là nó mất luôn. Thì trước khi xóa người ta sẽ hỏi là bạn có chắc chắn xóa cái này không? Đôi khi em bấm nhầm thì sao? Em hiểu không? Cho nên là những cái đấy sẽ hỏi ha. Rồi, các bạn chạy. Em xin nghỉ, em đi học tiếng Anh, mai em thi speaking. Rồi, chúc may mắn nhé. Dạ. Hên á, nói chúc may mắn nhé, chúc may mắn lần sau là mệt lắm. Ok Long. Rồi. Rồi các bạn để ý nè. Rồi bây giờ các bạn thấy là nó cái chương trình này nó chạy, nó bị nè. Nó bị nhấn một cái nó chạy lại á, thì nó lại chạy chương trình này lại, nó bị dư nè, thấy không? Cho nên cô sẽ clear những cái trước đi. Thì để clear thì ta dùng cái hàm. Trước cái anh này clear thì cô dùng cái hàm là system. À, cursor đúng không? Clear. Đúng chưa? À, muốn dùng hàm này thì phải include cái stutter lib đúng không? Đó, không biết chạy đúng không nè, 11. Rồi, chữ shift tích hoa, chữ thường nha. Đó, rồi, F11 nè. Rồi, gói chức năng 1 nè, nó xóa luôn. Nó xóa luôn, nó đồng thời xóa luôn cái. Nó xóa luôn cái dòng này của mình. Vậy muốn các bạn muốn dừng lại để xem dòng này nè. Thì để cho cô cái ở sau cái này nè. Sau cái Y này nè. Sau cái này, trước cái Y này nè. Dùng cái get, hàm get. Để dừng lại màn hình để coi. Hàm get này thì ở trong thư viện là include conio.h. conio.h. Đây, bây giờ chạy lại nha. Nó sẽ dừng lại cho coi nè. Một, nó dừng lại. Nó coi cái dòng thông báo.
xong nó mới enter cái nó mới mất. Hai nè, dừng lại coi cái mi mất đúng không. Ba nè, đó không thoát nè, dừng lại cái enter cái mới thoát đó. Thì câu lệnh mà get đây nè là để mình dùng dừng màn hình lại và mình nhập một ký tự, thì nó nhận một ký tự xong nó thoát luôn, nó clear luôn, nó quay lại vòng lặp. Khi quay lại vòng lặp thì nó clear tất cả những cái gì hiển thị trên màn hình. Đây là xóa màn hình nè, làm sạch màn hình, làm sạch màn hình, màn hình hoặc là clear màn hình, clear screen đó, đó. Cursor đó, cursor là viết tắt của clear screen đó, đúng không? Ok. Rồi là, vậy là đã xong menu rồi. Đến đây hiểu không? Ok. Vậy đến đây đã làm được menu chưa? Rồi. Rồi ok, Đăng Huy, ok, good. Vậy là hiểu. Nhiều bạn làm mà không hiểu lắm thì bây giờ cô sẽ giảng lại từng bước cho các bạn hiểu đó. Đó, các bạn có 3 bước ha. Bước 1 là các bạn dùng câu lệnh printf để xuất cái menu ra màn hình. Bước 2 dùng câu lệnh switch hoặc câu lệnh if để thực thi cái lựa chọn. Đã lựa chọn là sẽ dùng switch hoặc if. 2 là cho các chức năng nó lặp lại. Cái menu lựa chọn này lặp lại. Thì mình sẽ dùng câu lệnh while lặp, while hoặc do while. Câu lệnh lặp. Ok không? Đồng ý không? Đó, và các 3 bước cô làm từ từ đó. Rồi, đến đây thì mình tạm ngừng cái, xem các bạn đặt câu hỏi gì không. Và Quốc Nam, ví dụ cho Quốc Nam đi, thì Quốc Nam hiểu không, làm được không? Em làm được, nhưng mà cái lúc mà em ghép mấy cái, em đưa mấy cái chương trình em có rồi. Chức năng đúng không? Dạ, với mấy chức năng vô thì nó không chạy cho cô, kiểu nó bị lỗi cô. Rồi, xem bây giờ rồi, cô. Nó bị lỗi á cô. Rồi, ok. Bây giờ nè, em muốn chức năng nào, nói cho cô nghe cái coi. Dạ, em đang thử nghiệm với chức năng nè. Em coi. Nói cô nghe tính tiền điện đó cô. Rồi, em gửi cái code tính tiền điện sang đây cho cô. Gửi cái file CPP cho cô. Gửi cái file CPP cho cô. Dạ, để em xử. Đưa đây coi. Trời ơi, bia đây chứ không có bọt nè. Ở đâu ra mà bia ấy thì trời. Bia bộ lấy đâu Ninh? Rồi. Bia. Cô không nhậu mà chồng cô nhậu. Em có cô nhậu. Chết. Rồi Nam gửi bài cho cô đi Nam. Gửi qua Zalo cũng được, gửi chưa? Em mới gửi cho cô. Rồi để cô mở Zalo lên cô lấy. Cái bài đó em lấy từ lớp 3 ra, em gửi cho cô nguyên cái lớp 3 của em luôn. Đây hả? Dạ. Rồi. Ok, cô down nó về luôn. Chờ xíu. Mở bằng notepad đi. Đây.
Không. Cô lấy cái bài kia cơ, bài tình điền riêng của em cơ. Có bài tình điền không? Một mình bài tình điền riêng thôi, cô sẽ chỉ các bạn cách để ghép. Còn em mà làm cái bài rối nhùi nữa cho cô, là đưa cho cô thì làm gì? Tại vì làm người cái em tính xong rồi em không có đụng tới nữa nên em mới để gì luôn để em tắt nó ra. Không, em phải có một cái bài riêng lẻ nào em đưa cho cô. Hiểu không? Dạ hiểu, dạ hiểu. Ừ. Hoặc bạn bạn nào có cũng được, không nhất thiết phải quốc nam. Bạn nào có một bài cô sẽ hướng dẫn các bạn đưa vào nhá. Bạn nào cũng được đưa vào cái chức năng này nè. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn đưa vào chức năng này nè. Cái gì ai vừa nói gì cả, mở mic ra nói đi. Ai vừa nói gì vậy? Alo, mic em bị hỏng á hả? Chua em cái cơ lơ sơ đi cô là sao? Không hiểu. À, các bạn nói giảng lại cái phần mà clear con. Cơ lơ là xóa màn hình thôi. Cái hàm xóa màn hình. Cứ dùng hàm đấy thì nó clear cái màn hình thôi em. Đâu rồi? Có bàn đây đúng không? Đây. Rồi. Bài của bạn đưa vào đây. Ok. Rồi, bài này F11 coi. À. Số kW đã sử dụng thì 200 kW. Là từ không số tiền phải trả là, ủa sao lại 200 là từ 0 đến 50? Sai nè. Rồi vậy, vậy là sai mà chưa chưa sửa lại rồi. Để em coi. Ờ. Sao làm bậc 3 bậc chi cho khổ dữ vậy trời. Bậc 1 từ 0 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhỏ hơn 50. Nhỏ hơn 100. Ủa? Ủa? Nhỏ hơn bằng 200. Ủa sinh nhập 200 mà. Ủa ông này nhờ làm sao nó ra lỗi vậy ta? Nhập 200. Không đến 50. Còn sau ra không đến 50. Tiền điện. Sao lại so tiền điện? So kilowatt giờ. So kilowatt giờ. Hiểu không? Nói Dạ. nè. Dạ đúng rồi, bởi hèn chi hà nhập số nào thì nó cũng ra từ 0 đến 50 chứ. Thế bởi. Kilowatt giờ chứ đâu phải tiền điện đâu. Ok chưa? Cái này không không L if nữa mà cái này else. L là đủ rồi nhá. Hiểu chưa? Cái cuối cùng không cần nữa. Đó, chạy lại nè. Như cô nhập 200. Đó, từ cái này đúng không? Sao là số âm rồi nè. Sao ra số âm rồi không? Tiền điện mà số âm. Kỳ cục Em gì? thua rồi, để có gì sửa lại cô. Thua Cô gì? lấy cô demo giống như kiểu ai kêu Không. cô bạn kêu gửi cô. Không, bậc 1 là 1678 nhân cho 50. Bậc 1 để kiểu in. Không thì để kiểu float. Đây, tiền điện trừ 50. Sao lấy tiền điện trừ? Kilowatt giờ trừ, thấy không? Lỗi nè. Kilowatt trừ chứ.
Thấy chưa? Bởi gì? Lấy kilowatt trừ ông ơi. Thua gì? Nhìn mình phải bắt được lỗi chứ. Được chưa? Lấy kilowatt trừ chứ không phải là tiền điện trừ. Ví dụ như 25 nè. Thì từ 0-50 là 41 nè, đúng chưa? Nếu là 200 nè. Đó, số tiền điện nè, thấy chưa? Mình sai thì mình phải tìm cách mình sửa, đây là kilowatt trừ chứ không phải tiền điện trừ nha. Ok chưa? Cách làm thì đúng rồi. Bậc 1, bậc 2, bậc 3. Kilowatt trừ 200, bậc 4. Rồi. Nhỏ hơn 400 thì kilowatt trừ 300, đúng rồi. Còn ngược lại thì lấy 400, đúng rồi. Ok, bậc lấy tiền được rồi. Ok. Rồi, vậy bài này bạn làm đúng rồi nè. Vì chỉ nhầm cái kilowatt với tiền điện thôi nhá. Bây giờ cái này các bạn cả cái này nè. Cả chức năng này, các bạn cô muốn B vào chức năng 1 thì có hai cách. Một là cô copy luôn cả anh này, Ctrl C. Cô B hẳn vào chức năng 1. Ok chưa? Ctrl V luôn. Rồi, và cô chạy F11 nè. À, thì case 2 nó đang bị lỗi. Từ từ. Là A nó bảo là instant cái bậc, mấy cái khai báo này là họ bảo nên để ngoài, đúng không? Bậc 1 nó initial nè, bậc 1, bậc 2 nè, mấy khai báo này là nên để ngoài. Bậc 6, bậc 7 integer nó bảo là initial of in bậc 4, bậc 3, bậc 2, bậc 1. Cái này nè, chấm. À, sao lại nhảy sang cây 3? Coi nào, nó bảo lỗi gì. Rồi, nó bảo là bậc 6, bậc 4. Nó bị lặp đó. Nó bị lặp, coi nào. Nó có lặp chỗ nào đó. Rồi, bây giờ như này nhá. Cái này nè, khai báo này để ra ngoài. Ok chưa? Để xem nó có lỗi không. Nếu lỗi thì mình coi lại nha. Khai báo ra để ngoài đu nè. Cái để khai báo trong đu là rất nguy hiểm nha. Rồi F11 coi. Rồi hết lỗi đúng không? Chức năng 1. Rồi kilowatt đã dùng 200. Rồi ok chưa? Chuẩn chưa? Rồi chức năng 2. Rồi chức năng 3 chuẩn chưa? Mấy khai báo là nên ra, để ra ngoài. Ok chưa? Có một cách thứ hai. Vấn đề khai báo ở trong, cách thứ hai nè. Cách thứ hai nè, cô chỉ cho nè. Cách thứ hai nhá, mình không đưa vào đây. Mình sẽ tạo một cái hàm ở ngoài hàm main nè. Đây hàm main đây đúng không? Mình sẽ tạo một cái hàm là hàm void chức năng 1 mở ngoặc để vào đây. Rồi. Ok. Copy nguyên cả cái source code này. Được chưa? Ctrl C. Copy vào đây. Ctrl V. Được chưa? Lưu nó lại. Xong rồi, chức năng 1 copy cái tên chức năng 1 nè. Rồi nè. Ctrl C đưa vào đây. Ok chưa? Chấm phẩy. Rồi chạy nè. Chức năng 1. 150. Được chưa? 25. À quên nhầm. Chức năng 1. Chức năng 1. Chọn 25 kW. Đúng chưa? Rồi lại chức năng 1, 200 kW. Đúng chưa? Rồi chức năng 0 để thoát. Vậy thôi. Đâu khó đâu. Dễ nhất là gì? Tất cả chức năng đó để chung vào một cái hàm và đặt cái hàm đấy là void. Và sau gọi cái hàm đấy ra thôi là được rồi, hiểu không? Thấy dễ chưa? Rồi bây giờ muốn chức năng nào nữa lại mình thêm cái chức năng 2. Ơi. Em bỏ mấy cái biến ở ngoài nhưng mà nó vẫn không chạy đâu cô. Em báo xuống tới cái cây chính luôn. Đó là do em lỗi.
Bây giờ cô bỏ ngoài cái này nó có lỗi đâu, cốt của em con lỗi. Đầu tiên cái cốt này nó phải đúng cái đã. Sau đấy thì em bỏ hết cái khai báo ra ngoài là nó hết lỗi. Nhưng mà muốn không lỗi thì em để ra một cái hàm khác nè. Cái này đâu cần bỏ cái hàm, đâu cần bỏ cái biến ra ngoài. Cả chương trình của em nè, cô xóa này đi nha. Đấy, ok chưa? Có gì đúng không? Không có gì đúng nữa nha, đúng cái chương trình nha. Có phải là cô sẽ copy nguyên cả chương trình của em đưa vào đúng không? Ctrl C. Cô copy nguyên cái Ctrl V vào đây. Yeah. Cái float để ra đây. Để trong cái chức năng một cái hàm này. Sau đấy cô gọi cái hàm đấy là xong. À, em hiểu. Hiểu chưa? Dạ, dạ, dạ. Đâu có làm sao. Hiểu không? Đấy, cái này cô là cái hàm đó mình để ra ngoài đu hay trong đu cô? Hàm nào? Không, dạ. Sao lại ngoài đu trong đu được? Cái hàm này là ngoài cả hàm main luôn. Hàm này viết ngoài cả hàm main luôn, liên quan gì đến đu? Đu là trong hàm main. Hàm là phải viết ngang hàng với nhau, hàm là phải viết ngoài hàm main. Dạ. Thấy chưa? Em bị rối. Dạ. Nhìn thấy cốt cô chưa? Dạ thấy ạ. Đó, cái hàm là để ngoài hàm main luôn. Tại vì hàm là hàm, bất kỳ một hàm nào, đây cũng là hàm. Hàm main cũng là hàm. Chỉ hàm main chỉ khác hàm ở chỗ nào. Hàm main là hàm chính thôi. Chứ bản thân nó cũng là một cái hàm. Còn cái hàm này nó cũng là một cái hàm. Hàm nào thì cũng nhai hết thôi. Đúng không? Đó, chính bảo khoái. Chính bảo là hay ăn. Được không? Hàm nào rồi cũng là hàm. Ok chưa? Đồng ý không? Dạ. Yeah. Phải để riêng nhé, không để chung được. Đây nè, nó tương đương nhau nè, thấy không? Hàm nào viết ngoài nè. Cô, hàm bên viết đây nè, độc lập nè. Cô ơi, nhưng mà mấy cái chức năng trước á, em cũng lấy từ mấy cái bài mà em làm rồi, em bỏ vô. Nó không bị lỗi, nhưng mà tới cái bài này nó bị lỗi là cái code của bài em làm nó còn bị lỗi hay sao cô? Đúng rồi, do code em làm bị lỗi. Đâu liên quan gì đến em bỏ, là do code mình nó bị lỗi. Mình phải coi là mình đang lỗi chỗ nào. Nhưng mà để cho chương trình không bị rối thì tách nó ra. Thấy chưa? Cái này được gọi là lời gọi hàm. Gọi ở trong do, gọi trong cái switch case nên là mình muốn gọi đâu là việc của mình, nhưng hàm phải viết ở ngoài. Hàm không được viết trong main nhá. Hàm phải viết ngoài nè. Đó. Ok không? Dạ. Thấy chưa? Gọi đơn giản chưa? Nhiều đứa nói là cô ơi sao cô viết đơn giản vậy? Thì đúng rồi. Tại vì mình biết cách làm đúng mà. Thứ nhất là cô vừa trước thấy một số bạn là viết cái hàm này nè. Ở trong suýt luôn. Nói sao khai báo hàm trong này được, khai báo hàm trong main là chết luôn. Tôi không quan tâm why do why, mà khai báo một cái hàm trong cái hàm main là sai rồi. Hàm nằm ngoài hàm main, mình trong hàm main chỉ gọi nó thôi. Hiểu không? Đó. Ok chưa? Rồi, ai hỏi gì nào? Dạ, cô ơi cho em hỏi một chút cô. Hỏi ngay thoải mái. Chỗ cái phần mình tạo menu á con, cái chỗ phần đu á con, em có thể nào em đưa xuống ngay chỗ yêu cầu nhập vào cái chức năng mà muốn được không con, hay là mình phải để ngay từ đầu con? Nếu em để đâu thì nó lập chỗ đó, em muốn để đoàn chỗ này đúng không? Dạ, đúng rồi. Em để đây thì nó lập cái này chứ menu nó đâu được lập. Em hiểu không? Dạ đúng rồi. Ok. Thì nó chỉ lập chỗ này thì em muốn lập ở đâu thì em muốn để đu ở đó thôi. Vậy là vẫn được đúng không con? Tại được chứ. Được chứ. Với lại em hỏi một tí là ngay cái phần why á cô, tại vì em muốn khi mà người ta nhập vô cái con số nằm khác cái em không biết giải thích sao, hay là em chiếu màn hình lên cô xem rồi em giải thích nha cô, được không cô? Được, chiếu đi. Chiếu đi. Rồi. Trọng Nhân hỏi cái gì vào góc nhọn, bỏ gì vào vòng mọc nhọn, các bạn phải nói rõ.
Cô thấy được chưa cô? Rồi em zoom bự lên xíu. Rồi ok, rồi em muốn hỏi gì? Trong quay đúng không? Dạ. Mở quay ra. Cái hàm đu. Khoan nè, cái đu quay của em nè là cái câu mà here 2. print á hả? Dạ đúng rồi cô. Tại em... ở đây em xài cái hàm go to á cô. Để không dùng go to. Không dùng go to. Dùng do while thì dùng go to làm gì nữa? Tại vì ở phía dưới chỗ while này nè cô, em làm nó hơi khác cô, là tại vì em muốn là người ta mà nhập con số khác, những cái lựa chọn đó là tự động nó sẽ yêu cầu mình nhập lại. Không, chỗ này luôn. Nhập khác là đã có cái do while để cho em nhập rồi. Thứ nhất là em làm bị dư. Cái do while thì nhập khác cũng cho nhập lại mà, thì em làm go to làm gì cho dư? Còn em nhập khác thì nó rơi vào default chứ. Đúng không? Ừ. Rơi vào default và bản thân do while là đã cho nhập lại rồi. Bản thân do while là cho nhập lại rồi. Em để cái go to là em bị sai. Cái logic chương trình em chạy hoàn toàn bị sai. Ôi, yeah. Chắc chắn luôn. Bây giờ mở em zoom lên bự thì tôi giải thích cho cái code của em. Zoom lên bự xíu rồi, cô giải thích cho nha. Zoom lên cái nữa đi. Rồi. Ok. Nếu, nhìn nè. Nếu cô là nhập là 1 đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Nó chạy đến 1. Dạ. Yeah. Nó chạy đến case 1, nó thực hiện chức năng xong, nó lại go to here. Nó cho em nhập yeah. lại. Đúng yeah. chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ nó mà nhập 20. Yeah. Thì nó cũng quay nhập lại thôi. Tại yeah, vì là rồi. Nó không rơi vào cái nào. Yeah. Thì cái bản thân nhập lại đấy đâu phải là do cái go to mà bắt nó nhập lại đâu. Đâu phải do go to nhập lại đâu. Em hiểu không? Cái go to đấy nó nhập lại là em nhập cái gì nó cũng bắt nhập lại. Trừ phi những cái mà không rơi vào case thì nó lại không rơi vào cái không rơi vào go to. Vậy cái gì quyết định cho nó nhập lại? Thực chất là cái do while mới quyết định cho nó nhập lại. Hiểu không? Vậy em trường hợp nào em sẽ thoát? A lớn hơn 12 hoặc A nhỏ hơn 0 nó sẽ thoát hả? Nó sẽ yêu cầu mình nhập lại cô. Lại yêu cầu nhập lại. Dạ, vậy nghĩa là em chỉ để cái go to nó chạy tới cái cây 10 hoặc cây 11 thôi, nghĩa là còn cái cây cuối thì em để là nó break, nghĩa là khi mà chọn cái lựa chọn thoát á, là nó sẽ break ra ngoài luôn. Rồi ai chỉ cho em viết cái code này? em suy nghĩ vậy cô. Thứ cái nhất này... là không. Cái của em, bản chất của cái logic của em là bị sai luôn. Do while là đã giúp em nhập lại rồi. Cái vòng lặp do while là giúp nhập lại, với em lùm go to là em bị dư. Và hai nữa là em phá luôn cái bố cục của cái chương trình của em. Nó phá luôn cái bố cục của chương trình của em luôn. Và nó cực kỳ rối. Không ai đặt điều kiện như em cả. Dạ. Yeah. Cái này nãy. Cái này thì em có em thử em thấy nó cái này nó... em mới làm xong luôn. Không được, ở đâu ra cái tư duy, và tư duy vậy là tư duy nó bị lệch nha. Dạ. Yeah. Không được luôn, nó bị phá vỡ cấu trúc là một. Tư duy bị sai luôn. Rồi bây giờ nhìn nào, nhìn cái màn hình của cô xe nè, cô giải thích code nè, tại sao không dùng code của em nè. Thứ nhất, cô nhắc các bạn luôn nè. Các bạn không nên dùng cái go to. Làm go to, các bạn không biết điều khiển là go nó làm dùng cái go to không có tốt đâu nha. Đây, cô cần thì cô lấy dẫn chứng cho các bạn nè. Cô lệnh go to. Go to in C. Đây. À, cái này đi. A go to node à. Highly. Đây, cực kỳ nguy hiểm. In any nè. It make difficult khó nè. Để trace cái luồng nè. Để khó theo được cái luồng của một chương trình nè, làm cho cái chương trình của bạn nó khó hiểu hơn nè,
và khó sửa đổi hơn à? Đấy. Và bất kỳ một chương trình nào mà sử dụng cái go to nó có thể là gì ạ? Người viết lại á thì người ta tránh. Nó tránh chúng. Tức là cái go to là bây giờ người ta không dùng đâu. Bà nào dùng go to á, bằng cảm đặt không ai dùng go to nữa, nó phá vỡ, nó khó hiểu, nó cực kỳ nguy hiểm, cái mức độ của nó nguy hiểm rất là cao luôn. Và nó phá vỡ, nó khó để các bạn trace control flow, tức là cái luồng của nó, các bạn khó để theo được cái luồng. Đó, khó hiểu hơn. Đấy. Mà cái của em khi nãy là cái cực kỳ nguy hiểm luôn. Nó bị dư. Nha. Rồi bây giờ dư chỗ nào này chị nè. Đây. Em thấy là cái code của cô không hề có go to mà tại sao nó vẫn cho nhập lại? Mà cái của em lại thêm cái go to làm gì? Đây nè. Khi tôi chọn 1 thì nó rơi vào case 1. Thực hiện case 1 nó break ra ngoài. Break ra ngoài thì cái này cô không nói thì nó lại lặp lại cho chọn tiếp. Vậy cái việc chọn tiếp là do cái do while nó thực hiện chứ không phải do cái go to thực hiện. Vậy em đã dùng do while rồi, có phải dùng cái go to có phải bị dư không? Thấy chưa? Dạ, rồi cái thứ hai, cái điều kiện của em ở dưới là để cho nó lặp. Thực ra điều kiện lặp chỉ cần khác cái điều kiện thoát là được, là nó đã tự nó lặp rồi. Hiểu chưa? Còn nếu mà nhập sai yêu cầu nhập lại thì các bạn chỉ cần trong default này nè. Nếu không rơi vào những trường hợp mình đã nhập thì nó sẽ rơi vào default. Thì mình bật ra một thông báo là nhập từ 1 tới 5 thôi. Nếu không thì để thoát. Nhập cái khác không được. Thấy chưa? Nó có là thông báo này nè. Được chưa? Không ai làm cái go to. Mà tránh dùng go to nha. Không nên. Nói thẳng là không nên. Đấy. Các bạn mà gặp một cái code nào đó hướng dẫn mà nó rơi, nó có cái go to thì cái code đấy là code cũ lắm rồi. Ok chưa? Rồi. Ok, các bạn cứ hỏi thoải mái nhá. Cô sẽ giải thích. Chỗ nào không hiểu cứ giải thích thoải mái thôi, không vấn đề gì ha. Rồi. Cứ hỏi nhá, đừng có ngại nhá. Những cái đấy là hỏi hết, đừng có ngại cái gì hết. Rồi. Đến đây hiểu chưa? Chức năng hiểu chưa? Dạ rồi. Ừ. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là làm cho được cái menu nộp bài. Nhiệm vụ thứ hai là làm chức năng. Thiếu chức năng nào, mỗi chức năng để trong một cái hàm và gọi là xong. Ví dụ đơn giản thôi, các bạn làm chức năng gì nhỉ? Lắp máy nhỉ? Cô có lắp máy nhỉ? Cô coi có lắp máy. Cô lấy một cái lắp bất kỳ nào đó thôi. Lắp ba cô, ngắn ngủ mà. Lắp ba cô có code đây đâu. Vấn đề là cô code cái lắp mấy chứ. Lắp 771 hả? Lắp 771 là cái gì? Nhập chuỗi xong đếm đúng không? Đây nè. Được không? Cái này đúng không? Rồi à, chức năng 2 đi. Rồi dễ hơn ăn phở. Rồi. Rồi voi. Chức năng 2. Đấy vậy thôi đó. Viết ngoài quyết mày mê là được rồi, copy. Ờ, copy hết luôn. Copy hết luôn, Ctrl C. Rồi, Ctrl V. Lưu lại. Ở đây. Chức năng 2. Ctrl C. Đổi số 1 thành số 2 thôi. Rồi chạy nhá. 11. Ôi lỗi. Khoan, lỗi gì đã? À, muốn dùng string copy thì phải dùng cái gì? Include. Ừ, đúng rồi. Include gì ạ? À? Cái gì ạ? À? String.h. Đúng rồi, string.h thôi. Rồi, F11. Thấy không? Không hề có một cái lỗi. Chức năng 2. À, nhập chuỗi. À, nó không cho nhập chuỗi, thấy không? Nó nhảy luôn, thấy không? Cái này là một cái lỗi của chuỗi. Nó nhảy luôn à, nó bảo là có không nguyên âm, nó đến nhập chuỗi này nè. Thế nó nhảy luôn, không cho nhập chuỗi. À, về cái lỗi này sửa sao nè. Cái lỗi này không phải do gọi đâu mà. Lỗi này là do bộ đệm. Vậy thì khi nhập chuỗi nè,
Trước cái câu lệnh nhập chuỗi các bạn sử dụng cho cô cái hàm là flux. Flux. Tadin. Standard in. Rồi cái hàm này là trong thư viện nào nhỉ? Nó là trong thư viện là strlib. Đây. Còn chức năng 2. Nó cho nhập chuỗi hết, hết lỗi chưa? Đấy, vậy cái lỗi này là lỗi gì? Cái lỗi mà khi gặp chuỗi nó nhảy, nó không cho nhập. Đó là lỗi, đấy là lỗi bổ đệm. Cái này các bạn, cái hàm này nè, là dùng để xóa bổ đệm. Cái buffer. À, bổ đệm. Thế là cái flood là làm sạch. Cái stutter in là standard in, là cái chuẩn vào. À, cụ thể như thế này nhá. Cô giải thích nè, cô vẽ các bạn coi ha. Đây là với chuỗi mới bị nhá. Giả sử cái này là đầu vào, đúng không? À, khi các bạn nhập chữ hello vào đây. À, hoặc là chữ bây giờ nè, đây là một cái bộ đệm. Ví dụ các bạn nhập số 2, khi nãy cô nhập số 2 vào đây. Xong cô enter cái. Hai enter cái. Khi bộ đệm cái value á, cái chọn đây nè. Chọn nó sẽ nhân số 2. Nhân số 2. Thì trong bộ đệm nó còn giữ cái dấu enter. Ha, à, thấy không? Rồi. Giữ cái dấu enter. Đó. Trong bộ đệm nó cứ giữ cái dấu enter này. Thì nó enter cái, thì đến khi các bạn nhập chuỗi cái, nó enter, nó nhận luôn enter và nó ngắt luôn. Vậy để cho cái bộ đệm này sạch sẽ, không có gì cả, thì trước khi nhập chuỗi, tại vì chuỗi nó dừng khi nó nhận enter mà. Vậy thì khi nhập chuỗi, các bạn clear sạch, làm sạch cái bộ đệm, mất luôn cả enter này nữa. Thường cái lỗi này nó sẽ gặp khi nào? Gặp sau khi các bạn nhận nhập số nguyên, nhập số, thì nó sẽ gặp cái lỗi đó. Cho nên là trước khi nhập chuỗi, các bạn làm sạch cái bộ đệm đã. Cái này hiểu không? Hiểu không? Ví dụ không làm sạch bộ đệm nhá, nó clear liền. Nhập số 2 cái, enter cái, cái chỗ nhập chuỗi này nè. Nó không cho nhập luôn. À, thấy chưa? Đấy, cho nên là trước khi nhập chuỗi, các bạn phải làm sạch cái bộ đệm đã. Và lỗi này xảy ra khi sau nhập chuỗi, sau nhập số. Thì khi nhập số, xong enter cái, thì nó nhân cái số thôi, dấu enter nó vẫn còn. Hiểu không? Hiểu không? Alo? Hiểu không mấy đứa? Dạ, hiểu. Rồi. Sao mấy đứa này nó nhảy ra nghỉ hết trơn rồi? Thì tôi điểm danh ạ. Rồi, ok. Vậy là các bạn biết thêm một cái nữa. Tức là trước khi nhập chuỗi, để nó khỏi lỗi, hoặc nhập ký từ khỏi lỗi, thì nên dùng cái hàm làm sạch bộ đệm, đó là flutstdin. Cái hàm này nằm trong thư viện là strdlib.h. Lib là library đó, standardlib.h. Ok chưa? Vậy thì có bất kỳ một chức năng nào các bạn đưa vào thì chỉ cần để trong cái hàm thôi và gọi hàm, thấy gọn không? Các bạn thấy gọn không? Đừng có copy vào đây, nó rối lắm, nó gây ra lỗi, hiểu không? Để ra hàm độc lập gọi nó thôi, thấy chưa? Thấy gọn gàng không? Ví dụ chức năng 2 làm chưa xong thì đừng gọi nó nữa, comment nó lại, đúng không? Vậy thôi, vậy chương trình nó gọn gàng chưa? Ok. Bất kỳ chức năng nào quăng vô, cứ để trong cái hầm voi cho nó chạy. Ở ngoài nó chạy được rồi, vô đây nó cũng chạy phà phà. Nó không, nhưng không bị lỗi. Ok không? Ok rồi. Đến đây nha. Các bạn cứ đi từ từ, cô không cần các bạn đi vội, nhưng các bạn phải làm được đã nha, phải chắc chắn làm được cho cô. Đấy, các bạn cứ đưa thử một vài chức năng vào xem chạy chuẩn không. Đầu tiên là làm cho cô được cái menu. Đó, cho nó lập cho được cái đã, cho nó tròn vẹn cái đã. Được chưa? Đấy. Sau đấy, các bạn gì ạ? À, đưa chức năng vào từ từ thôi, không cần vội. Làm được chức năng 1, đưa chức năng 1 vào, làm được chức năng 2, đưa chức năng 2 vào. Ok không? Dễ mà. Được chưa? Rồi,
Ổn không? Theo được không? Dạ. Quốc Nam. Ừ. Dạ. Đấy. Ổn của anh. Ừ vậy thôi. Đó, vướng chỗ nào cô nói cô chỗ đấy cô sẽ giải thích cho các bạn bằng hiểu đi thôi. Bạn nào không hiểu cứ hỏi thoải mái. Đấy, cái lớp kia, lớp web của bạn Iplemte không thèm vào học. Lớp web của mấy bạn yếu không thèm vào học. Bực dễ sợ. Rồi. Rồi, có câu hỏi gì nữa không? Đi từ từ thôi, không có bạn ngộp. Dạ có cái chỗ mà comment ấy, comment lại đó, sao em comment lại nó không có đổi màu của cô. Cho nên khó comment nguyên đoạn dài. Em comment cái này hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà nó vẫn để nguyên một màu đen thui luôn. Xẹp xẹp đó, hai xẹp liên tiếp. Cô thì tùy em thôi, nhưng mà nó chạy có bị lỗi không? Dạ không, nó vẫn tính là comment nhưng mà nó không có đổi màu, khó nhìn xíu. Ok, đỡ thôi. Nhìn đỡ đi. Mình hiểu comment là được rồi. Có cái đổi màu đó ở phía trên đó, nhưng mà lười kiếm thôi. Ở trên đâu cái window này nè. Hay là cái style này nè, format nè, format option nè. Dạ hồi đấy tí em bị mò. Ừ. Đấy, nó còn mấy cái đổi màu sao á, nó phải mò. Rồi, không phải cái này, class sheet namespace, không phải cái này. Có cái khác nữa cơ. Tool đây. Environment option nè, phải không? Editor option nè. Đó. Đó, phông chữ nè, rồi snippet nè, color màu nè. Thấy không? Màu nè. Màu cho comment là cái màu gì? Comment nè. Đấy. Màu xanh nè. Nè. Dạ, dạ, rồi, để em chỉnh. Rồi, chỉnh nhá. Vào tool nè. Vào editor option nhá. Rồi vào color nhá. Rồi vào cái comment màu này. Bây giờ comment màu gì ta? Màu xanh lá coi. Green. Ok cái. Rồi, xanh lá liền thấy không? Đấy. Ok. Sửa lại nhá. Kinh, xanh lá mới ghê. Comment xanh lá luôn. Hạp, cô hạp với xanh lá. Chuỗi màu gì coi. Trò chơi, có trò chơi. Color. Có float. Có màu float nè. Có màu hồng. Có màu hồng. Number nè. Chuỗi nè. Cái string nè. String màu blue đúng không? String màu hường, màu hồng hả? Màu đây. Màu hồng hồng. Ghê quá mày đứa ơi. Úi giời ơi. Kinh hồn. Đó. Có trò chơi. Lâu lâu có trò chơi cũng vui phết. Thôi quay lại màu xanh đi cho nó đỡ. Màu hồng nhìn nam tính quá. String. String. Đấy, màu xanh đi, blue. Ok, đấy. Đấy, cái này xanh lá, thấy không? Có nhiều người để màu xám. Cái comment để cái màu xám. Nhưng mà màu xám thì chả nhìn thấy gì. Cái comment để cái màu green olive, white, silver nè, gray nè. Nhiều người hay để cái này là cái màu gray này nè. Thấy không? Thấy không? Rồi. Còn gì nữa không? Chắc là làm vậy đi nhờ. Đủ chưa? Hôm nay học vậy đủ chưa? Alo. Dạ đủ rồi cô. Dạ đủ rồi. Đấy, cô ơi. Rồi mai mình học tiếp hay bữa nào học tiếp cô? Mai thì cô dạy cái lớp kia. Lớp nào cô? Cái lớp phụ đạo của thầy Lộc ấy. Rồi mai tụi em qua bển. Đúng rồi, mai tụi em qua bển. Rồi. Qua bển nhân tài quá. Ủa mà bên bển đông link, cô. Có cái link của cô đó. Thì đông thì bây giờ cô đã nhận rồi, cô phải dạy thôi. Ủa mà cô vừa chừng nào? Vừa chừng nào cô mới dạy đi mấy buổi như bữa nay nữa cô? Chủ nhật. Okay. Tối chủ nhật chiến tiếp. Ủa mà lỡ lỡ bần đi nhậu thì thôi. Trời ơi. Cô mang máy ra bàn nhậu, vừa nhậu vừa dạy tụi em luôn cô. Đúng rồi, cô vừa nhậu vừa có. Cái đấy thì phiêu diêu quá, cái đấy là đúng phiêu diêu luôn. Có sẵn môi và rượu rồi cô ơi.
Hồi môi bạn bảo ở bà ghế cô, bà nó nhiều thức ăn lắm. À, môi nó môi ảo không à? Nói vậy thôi chứ lát nữa cô ra cô uống với chồng cô liền á. Ờ,